Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ba đẻ phụ nữ sau sinh kiêng quét nhà, kiêng vào bếp, kiêng cầm kim có nên hay là không, và tại sao lại có những cái quan niệm kiêng cữ như thế này nhá. Thực ra sau khi mà sinh đẻ có một số điều các mẹ chúng ta nên và không nên làm để đảm bảo là sức khỏe chúng ta hồi phục nhanh này, và tốt cho em bé, tốt cho sữa mẹ nữa. Và từ xưa cho đến nay có rất là nhiều những cái kiêng cữ cho các mẹ sau sinh, cho bà đẻ. Và trong số đó có cái quan niệm kiêng cữ là bà đẻ kiêng quét nhà. Thì cái quan niệm này, kiêng cữ này có vẻ là nó khá là nhẹ nhàng và đỡ vất vả nhất cho cái mẹ chúng ta. Có thể hiểu hai chữ ở đây, quét nhà, kiêng quét nhà ấy. Quét nhà ở đây là cái ý nghĩa nó rộng hơn, đó chính là làm những cái công việc nhà, công việc gia đình, dọn dẹp nhà cửa này, nấu cơm, giặt giũ đó. Đấy là cái nghĩa rộng ra hơn nhá. Các bà đẻ mới sinh chúng ta thì nên kiêng những cái công việc này, là muốn các mẹ chúng ta sau sinh là cần nghỉ ngơi này, không nên làm việc lao động sớm quá, vất vả quá, bởi vì cơ thể chúng ta còn yếu này, cần hồi phục và có thời gian chăm sóc con nữa, cũng như là chăm sóc sức khỏe bản thân. Và thời gian tốt nhất là chúng ta cứ kiêng cữ trong cái tháng đầu tiên sau sinh, tháng cữ đầu tiên đi, và chúng ta hãy nhờ chồng này, người thân san sẻ giúp, làm bớt những cái công việc gọi là những cái công việc nhà như thế này đi nữa. Và nếu có điều kiện thì chúng ta có thể thuê những người giúp việc khác để giảm thiểu những cái công việc nhà áp lực lên mẹ mới sinh. Và sau một vài tuần đầu, tùy tình hình sức khỏe của mẹ thì chúng ta hãy cân nhắc làm một số những cái công việc nhà. Và chúng ta nên bắt đầu từ những công việc nhẹ nhàng, dễ, nhanh gọn, ít tốn thời gian nhất. Và chúng ta cũng không phải lười quá, tức là chúng ta không phải ỷ lại những cái kiêng cữ, kiêng quét nhà, kiêng làm việc nhà này mà chúng ta không làm gì cả. Việc chúng ta vận động nhẹ nhàng một chút cũng rất là tốt cho sức khỏe nói chung, lưu thông khí huyết, rồi giúp chúng ta giải tỏa tinh thần nữa. Không nên ỷ lại để nhà cửa chúng ta bề bộn quá. Tuy nhiên là cũng không nên tham lam quá, tham công việc quá, tự ôm đồm nhiều cái việc nhà của mình trong khi sức khỏe chúng ta chưa thực sự ổn định, chưa cho phép chẳng hạn. Làm cái công việc của nhà dựa theo cái sức khỏe của các mẹ mới sinh thôi. Và cái quan niệm là kiêng quét nhà thì có lẽ là xuất phát từ cái từ ngày xưa dân gian. Ngày xưa thì nhà chúng ta thường ở quê thì thường có sân to rộng này, ngõ rộng này, sân rộng để nhà rộng nữa. Thì nếu mà mẹ chúng ta mới sinh xong mà chúng ta làm những cái việc quét nhà ra ngoài sân, gió máy, nắng gió, chúng ta quét rộng như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mới sinh thôi. Nên chúng ta cần tránh là vì như vậy. Mới sinh là nên ở trong nhà này, kín gió, và cần tránh những cái việc mà nó tốn sức này hay tốn thời gian nữa. Và việc kiêng vào bếp, kiêng vào bếp tức là những cái công việc mà bếp núc nội trợ ấy, là chúng ta nên tránh nước này, tránh gió, thì đó cũng là điều các mẹ chúng ta nên tuân theo thôi. Hay là cái việc không cắt móng tay này, hay là kiêng cầm kim nữa. Có thể hiểu đơn giản những cái kiêng cữ này đều là nhằm bảo vệ sức khỏe của mẹ sau cái cơn mà chúng ta vừa cạn mất sức như vậy thôi. Việc nấu ăn vào bếp này, hay là cái việc cầm kim ấy, cầm kim thì ngày xưa phổ biến hơn, còn ngày nay thì ít nhưng vẫn có, nhưng các mẹ chúng ta vẫn nên chú ý là cầm kim chúng ta cần phải kiêng. Tránh là bởi vì là kiểu như là tránh để đâm vào người của em bé này, nếu mà mẹ chúng ta không cẩn thận, hay đâm vào tay của mẹ khi mà mẹ chúng ta mới hồi phục sức khỏe, chưa thực sự ổn định này, nên chúng ta cứ tránh thôi. Những cái việc kiêng cữ này rất là đơn giản mà các mẹ chúng ta nên thực hiện sau sinh. Còn cái việc là kiêng cắt móng tay nữa, cắt móng tay, móng chân, mẹ bầu chúng ta chú ý ngay từ khi bầu bí và những tuần cuối, ngày cuối mà chúng ta sắp sinh đẻ rồi ấy, thì chúng ta nên vệ sinh nha. Tức là cắt tỉa gọn gàng móng chân, móng tay của mình trước khi mà chúng ta đẻ, để cho bàn tay chúng ta sạch sẽ này, sau sinh chúng ta đỡ phải làm những công việc này nữa. Tránh việc là móng tay dài quá này, nó cào xước vào người con trong lúc mà chúng ta bế, thì nó cũng không tốt, không hay. Với lại đảm bảo cái vấn đề vệ sinh, tránh bẩn vào móng tay, móng chân của mẹ, rồi
có thể lây nhiễm vi khuẩn sang em bé thì sức khỏe nó sẽ không tốt, phải không? Việc này cũng là việc chúng ta nên làm, nên cắt móng tay móng chân trước khi mà chúng ta sinh đi đẻ. Và sau đấy nếu mà dài thì chúng ta cũng nên vệ sinh gọn gàng sạch sẽ nhé. Còn rất là nhiều những kim cư khác từ xưa đến nay cho các bà đẻ và các mẹ sau sinh, tùy điều kiện này, tùy cái vấn đề sức khỏe vùng miền nữa mà chúng ta áp dụng sao cho linh hoạt nhất. Có những cái quan niệm nó vẫn còn đúng thì chúng ta áp dụng này, nhưng mà có những cái quan niệm nó lỗi thời rồi thì các mẹ chúng ta linh hoạt để chúng ta bỏ và chúng ta kiên cữ một cách khoa học nhất cho mẹ. Ví dụ như là vấn đề nằm than này, hơ than ấy thì chúng ta không nên thực hiện, bởi vì là nó dễ dẫn đến cái bị ngạt này, nóng này, rồi viêm da gây hại cho sức khỏe cả mẹ cả bé. Nên cái việc nằm than hơ nóng là không cần thiết trong cái ngày nay nữa rồi. Rồi chúng ta nên là tránh dùng nước lạnh này, kiêng gió, kiêng lạnh, kiêng những cái đồ ăn mà tanh hay những cái đồ ăn mà gây mất sữa cho mẹ. Thì đó là cái việc mẹ chúng ta nên kiêng cữ sau sinh nhé. Chú ý cái vấn đề về tắm rửa, ăn uống và sinh hoạt vận động sau sinh nữa. Vậy thôi, nếu các mẹ chúng ta còn bất cứ thắc mắc nào về việc kiêng cữ sau sinh thì có thể để lại phần bình luận. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.